chào các bạn nha. Đây để mình quay cho các bạn xem chiếc xe cuốc cần dài gạo mổ vịt nữa các bạn. Chiếc này cũng gấp đất lẻ trên sông nữa các bạn ơi. Rồi tài xế. Cái gạo của nó chắc mình độ bề ngang chắc ở 6 tấc. Chiếc này gấp đất lẻ trên sông thì rất là ok luôn nha các bạn. Đất này gấp gạo mổ vịt gấp rất là đã luôn các bạn ơi, đầy lúc nào cũng đầy gạo chứ. À, nó ép vô cho ghe lúa vô chạy ngang. Chiếc ghe lúa rất thẳm luôn nha các bạn. Ê, nguyên thà luôn các bạn ơi.
trời. Và nó nhìn rất là bắt hồn luôn các bạn ơi. Và nó lên lên nước luôn. Ê, chạy xuống, nó chạy xuống. À, dính được cái cây gì được rồi, vô anh sạc vô ơi. Rồi đã xong rồi đó các bạn ơi. Bây giờ xe cuốc nó lùi ra đi lại đằng kia hay gì vậy? Thôi mình kết thúc video đây ha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.